nhưng hệ lụy khôn lường khi dùng phải máy tính Casio giả, nhái. Thận trọng cao độ khi mua online. Theo ông Nguyễn Đắc Lực, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Bình Tây, BITEX, trình bày bài tham luận tại hội nghị sơ kết quy chế phối hợp giữa các cục quản lý thị trường khu vực Duyên Hải miền Trung, Tây Nguyên lần thứ 13 được tổ chức tại tờ Pi Nha Trang, Khánh Hòa vào ngày 28 tháng 6 vừa qua. Vấn nạn hàng giả, hàng nhái trong thời gian gần đây trên thị trường xuất hiện tinh vi, bày bán công khai gây bức xúc lớn cho doanh nghiệp. Ông Lực dẫn chứng, hàng trăm trang website đăng bán sản phẩm hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đối với sản phẩm máy Casio còn diễn biến phức tạp gây thiệt hại cho doanh nghiệp và lòng tin của khách hàng. Do đó, chúng tôi đã sử dụng nhiều biện pháp để chống hàng giả, nhái như đầu tư tem chống giả đặc thù với công nghệ không thể làm giả để phân biệt hàng chính hãng, thường xuyên tập huấn cho quản lý thị trường, các thầy cô, học sinh, người tiêu dùng mọi lúc mọi nơi và trên các phương tiện truyền thông, ông Lực nói. Để nhận biết các sản phẩm máy tính Casio hàng giả, hàng nhái trên các trang bán hàng online thì người tiêu dùng có thể dựa vào các dấu hiệu sau. Thứ 1, hầu như tất cả các sản phẩm nhái nhìn sơ qua về vỏ hộp, máy trông rất giống của máy tính Casio nhưng nếu nhìn kỹ thì tên thương hiệu thì đã được cách điệu một vài ký tự nhỏ để nhái, gây nhầm lẫn đánh lừa người tiêu dùng như Casio, Casilo. Thứ hai, nhiều tên Mother hãng Casio không sản xuất nhưng lại được giao bán trên sàn thương mại điện tử như Mother, Casio DT, 3000, GS, 120L, GSR 20La với giá chỉ từ 30,000, 110,000 đồng cùng những chính sách giảm giá đi kèm lên đến 50% rất hấp dẫn. Thứ ba, sản phẩm mang nhãn hiệu máy tính Casio không có tem chống giả, ngoài vỏ hộp không có tem nhãn phụ để chứng minh xuất xứ. Bởi vì tại Việt Nam hãng Casio chỉ ủy quyền duy nhất cho Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Bình Tây, BITEX, nhà phân phối độc quyền máy tính Casio tại Việt Nam được sử dụng nhãn hiệu Casio trên tem chống giả chính hãng. Thứ 4, nhiều sản phẩm được đăng tải thì vỏ hộp có màu sắc, hình dáng giống với vỏ hộp máy tính Casio nhưng lại không có tên nhãn hiệu, còn máy thì lại mang nhãn hiệu Casio. Hoặc có nhiều máy mang hình dáng giống Casio nhưng lại bị dán che mất tên nhãn hiệu để đánh lừa, gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng khi chọn mua sản phẩm. Dùng hàng giả, nhái gây sai số như chơi. Ngoài thận trọng mua hàng online, khi mua máy tính Casio tại các điểm bán lẻ người tiêu dùng phải quan sát thật kỹ tem chống giả chính hãng. Tốt nhất là dùng đèn laser để kiểm tra nếu xuất hiện chữ OK thì là hàng chính hãng. Hiện máy tính Casio giả, nhái trông rất giống máy chính hãng lên đến 70-80% nhưng chất lượng vô cùng kém, nhanh hỏng hóc. Máy tính giả, nhái chỉ dùng được một thời gian rất ngắn sẽ gặp phải tình trạng màn hình nhòe, chập chờn, hiển thị số không rõ nét, nhanh hết pin và nguy hiểm hơn là cho kết quả sai khi tính toán khi mang đi bảo hành thì mới phát hiện ra mua phải máy tính Casio giả. Cũng theo công ty BTS, năm 2019 đã áp dụng nhiều chính sách hậu mãi cho khách hàng và khẳng định sự bền bỉ của máy tính Casio như nâng chính sách bảo hành máy tính Casio lên 7 năm, một đổi một trong vòng 1 năm đầu tiên, miễn phí vận chuyển bảo hành qua VN Poster. Đổi cũ lấy mới nên người tiêu dùng nên chọn máy tính Casio chính hãng để hưởng chọn các chính sách ưu đãi từ nhà phân phối độc quyền. Nhớ bấm đăng ký theo dõi để nhận được nhiều thông tin mới nhất.